Ở đây có một chiếc video ngập tràn các loại cây kỳ lạ mà có lẽ bạn sẽ không tin được rằng chúng thực sự có thật trên đời đâu nha. Những tưởng thực vật hay là cây cối thì đâu đâu cũng như nhau và cũng không có cái gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên thì đó đây tin chắc rằng sau khi xem xong cái video này, bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi khám phá về một cái video ngập tràn những loại cây nhé. Những phát hiện kỳ lạ và bí ẩn nhất về các loài cây. Quỷ cây đa, ma cây gạo và tục lệ đóng đinh vào thân cây. Bạn đã bao giờ cảm thấy lạnh người khi mà đi qua những thân cây to vào ban đêm hoặc nghe tiếng chúng xào xạc mặc dù trời đứng gió hay chưa? Ở những ngôi làng khắp Việt Nam, câu chuyện về những thân cây cổ thụ bị cho là có ma ám không phải là quá lạ lẫm. Một vài trong số đó như là cây gạo có ma ở Phú Thọ, cây thị bị ám ở Quảng Ninh, v.v. từng khiến người dân xôn xao thắc mắc. Vậy phải chăng những lời đồn thổi ấy là có thật? Chưa cần biết là ở nước ta như thế nào, nhưng mà trên thế giới câu chuyện về những linh hồn người chết ám trong thân cây đã được truyền lại qua các thế hệ. Tại Mỹ, người ta vẫn tin rằng ma cây là một trong những loại ma ác tính và quái dị nhất. Đó chính là những thân cây xù xì với nhiều hình thù đáng sợ quái lạ. Kèm theo đó là những bộ phận như rễ và cành có thể giết người một cách man dợ. Còn tại khu rừng ở Hoia Baciu, Romania, có tin đồn rằng tại đây thường xuất hiện những quả cầu ánh sáng ngay trên khu vực tăm tối nhất. Thứ ánh sáng này đã khiến cho các thiết bị đèn chiếu sáng hay là máy dò nhiệt bị vô hiệu hóa. Còn tại Việt Nam, có một khu rừng được gọi là rừng ma, tọa lạc tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Đây chính là nơi định cư của đồng bào Gia Rai và họ tin rằng linh hồn của những người đã khuất sống trong làng sẽ lẩn quẩn quanh những rừng cây này vì họ không còn nơi nào khác để đi. Tuy chỉ là những mẩu chuyện được lưu truyền dân gian, nhưng câu chuyện về các hồn ma ám và thân cây đã dần dần đi từ hư vô cho đến đời thực. Một số người dân sống tại những vùng quê Việt Nam thường không cho con cái trèo lên cây, đặc biệt là cây gòn, cây me, cây khế v.v. hoặc những cây có tán rộng, thân to, bởi họ cho là các loại cây ấy sẽ có ma nhập, sẽ khiến người leo bị té ngã thiệt mạng. Ngoài ra thì họ còn đóng rất nhiều chiếc đinh ở xung quanh là bởi vì người ta tin rằng cách này sẽ giúp trói ma quái không cho chúng làm hại con người. Mặc dù đây chỉ là những câu chuyện được lưu truyền lại, tuy nhiên thế giới bên kia vẫn còn là một ẩn số mà con người vẫn chưa hiểu rõ ràng về nó. Vậy nên, xét theo góc độ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên lại gần hoặc chơi trò chơi gần những cái cây, đặc biệt là cây cổ thụ các bạn nhé. Sự thật về cây ăn thịt người. Và chúng thường được mô tả là sống ở những khu rừng rậm hoang vu. Vậy thực tế có hay không cái loài cây ăn thịt người như vậy? Nếu như động vật di chuyển để săn được con mồi thì các loài thực vật lại tìm cho mình một cách khác. Ví dụ như là cây nấm ấm có lá mọc như một chiếc bình và có một chiếc mũ đệm mở. Ở bên trong chiếc bình chứa chất có mùi ngọt để dụ côn trùng vào kiếm ăn. Một cọng nhỏ dẫn từ miệng bình xuống ruột bình khiến cho côn trùng dễ dàng bò sâu vào trong nắp. Vậy thực tế có tồn tại loại cây ăn thịt người hay không? Câu trả lời là không các bạn nha. Không có loài cây nào đủ lớn để có thể ăn thịt người cả. Trên thế giới có tồn tại loài cây ăn thịt lớn nhất, đó chính là cây Nepenthes mọc ở vùng Đông Nam Á và có kích thước lên đến 15m. Và cây này chỉ có khả năng bẫy côn trùng lớn và cả những động vật nhỏ như là chuột và cóc nhái. Nên những người nông dân vùng này trồng nó để chống phá hoại của các loại động vật trên cũng như là côn trùng phá mùa màng. Chứ thực ra không có cái cây nào ăn được thịt người cả. Vậy câu hỏi đặt ra là truyền thuyết đáng sợ đó từ đâu mà có? Và truyền thuyết về loài cây ăn thịt người được bắt nguồn từ một loài cây có tên là hoa xác chết. Loài cây này có hoa rất lớn cùng với mùi tanh mạnh và hình dáng khá là lớn dữ tợn. Hoa của nó có thể dài tới gần 3m và có mùi rất khó chịu như là mùi thịt thối. Chính cái mùi thối đó nên nó thu hút ong đến. Khi mà ong đậu lên, phấn hoa sẽ rơi xuống khiến ong không thể nào bay được, bị rơi vào trong đáy hoa và thành bữa ăn cho cây. Và trong các khu rừng nguyên sinh tồn tại một số cây cối phát ra những mùi hương chứa rất nhiều độc tố và thậm chí có thể khiến cho con người bị hôn mê. Hay như ở trong các khu rừng nhiệt đới có tồn tại các loại kiến, nhện độc với nhiều hình dạng khác nhau. Khi mà con người bị hôn mê thì những con vật này sẽ đến và cắn khiến cho người đó bị chết. Và các côn trùng, kiến độc sẽ dần dần ăn xác chết đó, khi nào còn xương thì thôi. Thực tế đã có nhiều trường hợp như vậy xảy ra và chủ yếu với những nhà thám hiểm. Vì vậy, cái chết của con người không phải do các loài cây này mà là do các loại động vật, côn trùng có nọc độc. Những cây này chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho những con côn trùng ăn thịt người mà thôi. Phát hiện người trong thân cây. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày bạn bắt gặp những ngôi mộ không còn được chôn dưới đất nữa mà lại là ở trên cây?
Một bộ tộc có tên là Tojara ở phía nam đảo Sulawesi thuộc Indonesia đã lưu giữ một tập tục vô cùng đáng sợ, đó là chôn cất những em bé qua đời khi chưa mọc răng ở trong thân cây. Họ dùng lá cọ để kết thành tấm chắn bên ngoài hốc cây và theo thời gian cây sẽ tiếp tục sinh trưởng và các hốc thì biến mất. Mỗi cây có thể trở thành nơi yên nghỉ của hàng chục đứa trẻ. Và người Tojara cho rằng mộ của cây sẽ giúp những hài nhi xấu số hòa mình vào mẹ thiên nhiên, còn linh hồn của chúng sẽ được gió cuốn đi. Và đặc biệt, các thi thể trẻ nhỏ được đặt vào trong thân cây theo tư thế đứng vì người Tojara tin rằng làm như vậy, chúng sẽ dễ dàng được lên thiên đàng hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại mong muốn sau khi chết sẽ được lên thiên đàng và con người đều rất sợ hãi cái việc sẽ phải xuống địa ngục? Thực tế, thiên đường được cho là nơi đấng toàn năng cư ngụ. Thiên đường là nơi chết sẽ đạt được vĩnh cửu. Kinh Thánh tin rằng những người đã tin nhận Đức Chúa Trời sẽ được lên thiên đàng và có thân thể mới ở đó. Một số người khác cũng chấp nhận sự thật rằng thiên đường là nơi chuẩn bị tốt cho những người tốt và người có công. Nhìn chung, phải là người sống thiện, tích đức và hành thiện thì mới có cơ hội để lên thiên đàng. Còn địa ngục thì trái ngược với thiên đường, là nơi mà người chết sẽ phải chịu đựng tội lỗi của họ. Hãy nhớ cái lời tuyên bố ở trong Kinh Thánh, kẻ ác sẽ bị biến thành địa ngục và mọi quốc gia quên Đức Chúa Trời. Trên thực tế, địa ngục là nơi dành cho những người chưa được cứu và các kẻ ác. Ngoài ra, địa ngục là nơi mà các tù nhân có thể nhận thức được những phiền não của họ. Phiền não có nghĩa là đau đớn, đau khổ, là một nỗi đau nặng nề do những nỗ lực cực nhọc mà các tù nhân sẽ phải chịu đựng ở trong địa ngục. Tất cả những ai từ chối sự hiện diện của Chúa và của Thần đều sẽ phải vào địa ngục. Loài cây chảy máu như con người. Không chỉ có con người biết chảy máu, cây cối cũng có máu giống y xì đúc con người. Một loài cây có cái tên dài như trên hình là một cây thân gỗ có một khả năng kỳ lạ, đó là khả năng chảy máu. Đây là một giống cây mọc ở Nam Phi. Loài cây này còn được biết đến với các tên gọi khác, ví dụ như là kiaat, múc qua hay là loài cây chảy máu. Không giống như các loài cây khác thì cây này mang trong mình một loại nhựa có màu rất đặc biệt. Khi cắt ngang thân cây hay một cành cây, ta sẽ dễ dàng thấy loại nhựa màu đỏ hơi sánh. Sau khi khô sẽ chuyển thành đỏ thẫm rất là giống với màu máu của con người. Loại nhựa này có tác dụng như là chất keo dính, gắn liền và chữa lành các vết thương của cây. Nó có rất nhiều lợi ích cả về mặt kinh tế và y học. Nhựa của cây được người bản địa sử dụng như là thuốc nhuộm. Họ còn có thể dùng nó để trộn cùng với mỡ động vật, tạo thành một cái sản phẩm chăm sóc da. Gỗ của cây còn được sử dụng để tạo ra rất nhiều vật dụng có giá trị, ví dụ như là dùng để đóng thuyền hay là lát sàn. Và cây cũng có nhiều tác dụng trong cái việc chữa các căn bệnh về mắt, dạ dày hay là máu. Tuy nhiên, do những lợi ích đem lại mà cây này đã bị khai thác một cách bừa bãi, khiến cho số lượng của loài cây này gần đây đã giảm đi vô cùng đáng kể luôn. Và đối với các bạn khán giả của Khám Phá Ra Đây, thì có một giả thuyết đặt ra là nếu trong trường hợp bạn vô tình gặp một cái cây mà nó chảy máu giống như là máu người như thế này, thì bạn sẽ làm như thế nào? Hãy comment ngay ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nha. Loại cây cực thối và có khả năng làm tan chảy băng tuyết. Vâng, bạn nào bị viêm mũi thì đề nghị đeo ngay cái khẩu trang vào nha, bởi vì chứ thối thế này thì không chắc đã ngửi được đâu. Vào khoảng cuối tháng 2 đến tháng 5 hàng năm, trong những khu rừng khắp miền Đông Canada và Đông Bắc Mỹ, không khó để du khách tìm thấy một loài cây là bắp cải trồn hôi. Đây chính là một trong những loài thực vật đầu tiên xuất hiện vào mùa xuân, ngay cả khi tuyết chưa kịp tan các bạn ạ. Chúng đâm chồi khỏi đám băng tuyết và bắt đầu nở hoa. Một lượng nhiệt năng cần thiết tỏa ra từ cây. Điều này đã khiến cho tuyết xung quanh tan chảy thành vũng nước nhỏ. Bắp cải trồn hôi là một trong những số ít loài thực vật thuộc dòng dõi cổ xưa có khả năng hiếm có, được biết tới với cái tên là hiện tượng sinh nhiệt. Và các nhà sinh học cho rằng hiện tượng sinh nhiệt hỗ trợ trong cái việc thụ phấn. Cái nóng sẽ giúp hương thơm của loài hoa dễ bay hơn, giúp mùi hương lan nhanh để côn trùng có thể nhận thấy từ xa. Và giống như hoa ngựa chết thì có mùi thịt thối, nhờ cái sức nóng khiến mùi lan tỏa, thu hút những cái con bọ cánh cứng tìm đến. Và thậm chí, chúng còn lầm tưởng đó là xác chết thực thụ. Trong khi các loại cây khác thì đua nhau đưa hương thơm rực rỡ, còn riêng cái bà này thì lại lan tỏa cái mùi thật là đáng sợ, đi bung tỏa cái sự thối, đúng thật là lập dị luôn ấy. Và tiện để nói về mùi thì bạn sợ mùi gì nhất? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới nhé. Không biết có bạn nào sợ mùi hoa sữa giống như mình không nhỉ? Bí ẩn về loài cây mắt búp bê. Một trong những quái cây trên trái đất không chỉ có ngoại hình kỳ lạ mà còn sở hữu độc tính để dễ dàng giết chết con người, chính là loài cây mắt búp bê. Cái tên mắt búp bê được đặt theo hình dạng của loài cây này. Bạn hãy so sánh thử đi, đây chính là mắt búp bê, còn đây chính là cái cây này. Quả thật là có sự giống nhau đúng không nào? Và quả của cây thì màu trắng, đỉnh nó có chấm đen hệt như những con ngươi đang nhìn khắp bốn phương tám hướng.
trông nó giống như cái con mắt ngúng ngang ngúng quẩy, thật sự là sợ hãi luôn. Và cây mắt búp bê còn có một cái tên khác là Benevery trắng. Tên khoa học thì giống như ở trên hình, nó sinh sống chủ yếu ở các khu rừng hỗn giao ở phía đông và phía bắc thuộc Bắc Mỹ. Và đây chính là một loài cây thân thảo lâu năm, thường ra hoa kết quả vào mùa xuân. Những quả mắt búp bê mọc dày đặc thành từng chùm, dài khoảng 10cm và mỗi quả mắt búp bê có đường kính khoảng 1cm, trắng mọng. Và trên đỉnh quả có một vết sẹo đen nhỏ, cũng chính là nguyên nhân khiến loài quả này có tên là mắt búp bê. Và những quả mắt búp bê sẽ chín vào mùa hè nhưng lại không thối rữa và rụng nhanh giống như các loại trái cây khác mà vẫn ở trên cành cây cho đến khi sương giá kéo tới. Và lúc đó, chúng mới chịu khô héo và rơi rụng trở về với đất mẹ. Quả mắt búp bê khi chín thì có vị ngọt thơm rất quyến rũ. Tuy nhiên, cái chất ngọt đó lại chứa một loại độc tính cực mạnh và có thể lấy mạng một người trưởng thành vô cùng là dễ dàng luôn. Làm sao mà họ biết nó ngọt thơm quyến rũ trong khi ăn vào chết người nhở? Thật sự là khó hiểu luôn mà. Hello, hello! Và sau đây sẽ là chuyên mục comment hay trả lời liền tay. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video 10 địa điểm kiêng kỵ mà bạn không nên tới kẻo rước họa vào thân. Bình luận của Duyên Nguyễn ghê quá, thôi không làm nhà hàng nữa. Ơ em mà có phải cái nào cũng ghê như vậy đâu, em cứ làm bình thường em ạ. Đây không có gì đâu, đi uống trà thôi mà muốn gớt tim ra vậy đó. Thôi cho em xin mua chai trà không độ vừa uống vừa xem video của chị được rồi. Chuẩn luôn, ở nhà xem video của chị để khám phá những điều mới em nhé. Bách Đàm, em sợ độ cao lắm, nếu em mà bén mảng vào đây thì em ngất xỉu và phải đi nhập viện thôi. Ủ em ơi, chị cũng hơi là sợ độ cao đấy em ạ. Sans bé bo, em sợ nhất là địa chỉ nghĩa địa. Ui dồi, nghĩa địa thì ai mà muốn đi qua cơ chứ em. Chả qua bắt buộc thì phải đi, chứ không thì không ai muốn bén mảng tới đây luôn.